Yeah. Hello. Rất tuyệt vời. Hôm nay em Lê Tuấn là tiếp tục dẫn khách đến để test nổ em David 885 ở tại Nông Cơ, Tiến Hùng, Mỹ Lập, đó nhá. Nay trời mưa anh em vẫn cứ được. Tiếng nổ rất chắc. Để làm tiền đi. Làm tiền đi. Cái gì vậy? Alo, anh nghe. Từ từ em ơi, để cho ta suy nghĩ chút. Rồi, có gì báo sau nha. Ok. Anh không mua, anh nói em. Anh lấy, anh không mua đâu. Chỗ anh lao tao được giá, mới là chỗ anh em đứng chơi. Chứ mà em là có tố được giá, mới nói cho em. Đây đây. Đây. Cho lấy đây. Cho luôn đi. Mình vô nhà thấy con gái mới đổ mặt kìa. Anh đây không có tiền. Anh không có tiền, nó chờ anh làm gì? Về nó cơm đi. Anh về nhà. À, đúng rồi, thằng nào để người mứa mày à? Hay hết, không phải gì hết. Hơi thua. Biết rồi, nhưng mà không phải gì đâu, có những cái nó còn trắng như vậy. Hai lỗ khối. Biết rồi, hai lỗ khối. Xe hai em khối. Xe nào mà không khối. Nói vậy đó, để lâu vậy. Nói chung là xe nào ngoài mưa vậy. Bị nhớ mẹ.
mưa dùng nước vô. Rồi mưa xe đảo mấy à? Xe đảo vô không vậy? Để thay hết. Rồi vậy vậy. Rồi rồi đặng. Đâu quá. Đổ hơi quá. Máy đổ hơi nhiều lắm. Hai ông khối, thì hai ông khối. Đây có bị là rút ra bạn không? Không biết. Và lúc này thì xe đã tiết nổ xong các bác nhé. Và đang còn chờ đợi giây phút gặp gỡ chủ nhà. Rất nhiều xe và rất nhiều 16 9 30 vỏ. Em này thì rất đẹp, đùi to các bác nhá. Bác nào thích điện cho em. Đây này, có dàn trà luôn này. Các bác dàn trà dàn này dàn ấy nhá, gạch gạch luôn và đùi chuột các bác này, rất đẹp. Đùi to. Bác nào thích thì gõ mẹ cái này xuống. Cái này là 115 triệu. Wow. Wow. 16 9 30. Và tiếp tục thì cho Lê Tuấn xin dừng tại đây. Và cho Lê Tuấn xin dừng video tại đây nha. Xin chúc cả nhà có gì Lê Tuấn sẽ tiếp tục review báo giá cho các bác lần được. Và chiều hôm nay thì thời tiết của xã Minh Lập mưa bác nhá, mưa đây, tất cả mọi cái đều mưa. Đấy, thì em sẽ dừng tại đây, hẹn lại các bác video sau. Xin chân thành cảm ơn các bác.